Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang triển khai 4 cách thức tra cứu miễn phí để người dân chủ động theo dõi, kiểm tra, ghi nhớ quá trình tham gia, giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của bản thân. Cách 1: Tra cứu giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, quá trình tham gia bảo hiểm y tế trên cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cách 2: Tra cứu giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, quá trình tham gia bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID. Cách 3: tra cứu giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, quá trình tham gia bảo hiểm y tế thông qua tổng đài của bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cách 4, tra cứu giá trị sử dụng bảo hiểm y tế, quá trình tham gia bảo hiểm y tế qua biên lai thu tiền đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình. Qua đó giúp người tham gia kịp thời gia hạn thẻ bảo hiểm y tế sau khi thẻ bảo hiểm y tế cũ hết hạn, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên tục, đồng thời tránh tình trạng gian lận trục lợi quỹ bảo hiểm y tế nếu có.